xem tuổi cưới hỏi cho vợ chồng. Thưa quý vị, theo tập tục Việt Nam chúng ta, trước khi mà cưới vợ hay là gả chồng cho con, cha mẹ hai bên thường đến xem thầy để coi tuổi cho các con. Như vậy, việc xem tuổi cưới sinh được xem là một thủ tục rất là quan trọng, không thể thiếu trong cái dịp lễ cưới. Và đa số có một đức tin, nếu vợ chồng mà hợp tuổi, làm ăn nó sẽ thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, con cái sẽ thành đạt, đồng thời nó tránh được nhiều tai ương trong cuộc sống. Ngày nay khi mà kinh tế phát triển và hội nhập quốc tế, cái việc xem tuổi dường như không còn được chú trọng, có khi còn bị phản đối và cho là mê tín dị đoan. Rồi dẫn đến việc là nhiều cặp vợ chồng lại bỏ nhau, hoặc là làm ăn thất bại, cuộc sống vất vả, khó khăn. Khi tìm hiểu ra thì mới biết là lúc cưới nhau không coi tuổi và tuổi không hợp nhau. Thôi thì linh tại ngã, bất linh tại ngã mà. Ai thích thì tin, ai thích thì thôi. Trong số đầu tiên này thì Huyền Linh Tử tôi sẽ trình bày chi tiết những cái phương pháp coi tuổi cưới dành cho những cặp vợ chồng. Hy vọng rằng là quý vị hưởng ứng và ứng dụng, biết đâu nó mang lại cho bản thân và gia đình nhiều cái sự lợi lạc. Thưa quý vị, mỗi người khi sinh ra ở đời đều được ấn định một sứ mệnh và được coi là một tiểu vũ trụ đầy bí ẩn. Và nó được giải mã thông qua là giờ, tháng, ngày, năm sinh theo âm lịch. Và bản thân cái tên của quý vị cũng là một bí mật. Thuật coi số chúng tôi dựa vào phong thủy, tử vi hay bói toán, tất cả đều phải dựa vào cái tuổi này để mà xem. Ví dụ như người sinh năm 1978 chẳng hạn, theo âm lịch là tuổi Mậu Ngọ thì gọi là tuổi Ngọ. Xem vợ chồng là phải dựa vào cái tuổi âm này. Dưới đây là phép coi tuổi dành cho vợ chồng. Nó xuất phát từ truyền thống rất xa xưa của Việt Nam cũng như là của người Trung Hoa. Triết lý này dựa hoàn toàn vào cái triết lý của đạo giáo và không phải là của Phật giáo hay là của Thiên Chúa giáo, cho nên quý vị đừng có hiểu lầm. Phép đầu tiên trong việc coi tuổi đó là coi theo tuổi lục xung. Theo 12 con giáp đó, thì Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tức, Hợi, thì nó có 6 cặp tuổi xung nhau. Đó là Tý xung Ngọ, Sửu nó xung Mùi, Dần nó xung Thân, và Mão xung Dậu, Thìn là xung Tức, Tỵ xung Hợi. Như vậy thì cặp vợ chồng nào đó mà rơi vào cái tuổi xung đó thì nó xấu, nó không được tốt. Mà xin nhắc lại như thế này, 6 cặp tuổi xung nhau quý vị nhớ cho kỹ nha: Tý xung Ngọ, Sửu xung Mùi, Dần xung Thân, Mão xung Dậu, Thìn thì xung Tức, Tỵ thì xung Hợi. Các cụ xưa hay nói như thế này: tứ hành xung, chẳng hạn như là Dần Thân Tỵ Hợi, Thìn Tức Sửu Mùi, Tý Ngọ Mão Dậu, tứ hành xung. Và tôi cam đoan một điều rằng là nhiều người hiểu lầm rằng là 4 tuổi liền nhau như vậy là xung với nhau, nhưng thực chất không phải như vậy. Thưa quý vị, ví dụ như Dần Thân Tỵ Hợi thì chỉ có Dần xung với Thân, Tỵ xung với Hợi, còn Dần thì không xung với Hợi, và Thân thì càng không xung với Tỵ. Tương tự như vậy, các bạn có thể suy luận các trường hợp khác. Người xưa họ thích đọc như vậy cho có vần có điệu, cho dễ nhớ, rồi lâu dần nó thành thói quen, cho nên là qua nhiều thế hệ nên tạo ra cái sự ngộ nhận như trên. Và một điều lưu ý nữa là trong công việc làm ăn hay là kinh doanh, các bạn không nên ứng dụng cái phép này để coi, nó không có chính xác. Bởi vì khi coi trong kinh doanh làm ăn thì chúng ta lại có một phương pháp riêng để coi về nó. Cái này chỉ coi cho vợ chồng mà thôi. Vấn đề thứ hai là lục hợp. Cũng tương tự như lục xung, nó có 6 cái gọi là lục hợp. Thì 6 cặp tuổi hợp nhau là Tý hợp Sửu, Dần hợp Hợi, và Mão hợp Tức, Thìn hợp Dậu, Tỵ hợp Thân, và Ngọ hợp Mùi. Vợ chồng mà may mắn rơi vào cái tuổi tam hợp thì rất là tốt. Xin nhắc lại là Tý hợp Sửu, Dần hợp Hợi, Mão hợp Tức, Thìn hợp Dậu, Tỵ hợp Thân, Ngọ này hợp Mùi. Thì ngoài cái tuổi tam nghĩa là lục hợp đó, là lục xung ra đó, thì người ta còn coi thêm nó gọi là tam hợp.
Thì như quý vị biết cái bài trước đây á, trong cái bài Tam Tai á, là tác giả Bảy Núi có nói về cái chuyện là tam hợp thân tí thìn dần ngọ tức mão mùi. Thì 12 con giáp á, nó có bốn cái tam hợp là thân tí thìn dần ngọ tức hợi mão mùi và tỵ dậu sửu. Nếu vợ chồng mà được tam hợp á, thì gặp năm tốt á, thì cả hai vẫn đều tốt hết á, đều phất hết, làm ăn rất là khá. Nhưng mà nếu mà không may gặp năm xấu á, cái hạn tam tai á, thì cả hai đều bị khốn đốn. Đó là cái giá phải trả cho cái chuyện tam hợp. Trong hên là có xui, trong may là có rủi. Cuối cùng á, là khi coi tuổi, người ta còn dựa vào cái nữa gọi là lục hại. Có 6 cặp tuổi hại nhau, không tốt cho hôn nhân. Và đặc biệt là đối với lục hại á, nó có ảnh hưởng luôn tới cái việc là ở chung một nhà, thì cho việc làm ăn buôn bán hùng hợp với nhau. Đó, quý vị lưu ý cho kỹ là nó không những cho hôn nhân mà còn cho cả vấn đề làm ăn, cho cả vấn đề là ăn ở chung với nhau trong một nhà, không phải là vợ chồng cũng bị ảnh hưởng. Cụ thể là tí hại mùi, sửu hại ngọ, thìn hại tỵ, mão hại thìn, thân hại hợi, dậu hại tức. Xin nhắc lại á, là 6 cặp tuổi hại nhau là tí hại mùi, sửu hại ngọ, dần hại tỵ, mão hại thìn, thân hại dậu, thân hại hợi, nói thân hại hợi, dậu hại tuất. Lưu ý là không có sự ngược lại, thưa quý vị, không bao giờ có sự ngược lại. Tí hại mùi, sửu hại ngọ, chứ không bao giờ có chuyện là mùi hại tí hay là ngọ hại sửu. Và dĩ nhiên là cái tuổi mà bị hại đó là bị nặng nề và bị khốn đốn hơn. Còn cái người mà mang cái tuổi mà hại người ta đó, thì cái tuổi đó, đó thì nó chỉ bị về vấn đề gọi là mệt mỏi thôi, chứ nó không có nặng nề như cái người kia. Đó là 6 cặp tuổi hại nhau. Tóm lại, nếu mà coi tuổi rơi vào trường hợp mà lục hợp hay là tam hợp đó thì tốt. Còn nếu mà không may nó rơi vào lục hại hay lục xung thì không tốt. Nhưng mà đây chỉ là một cái vấn đề thôi, quý vị đừng có lo. Nếu mà quý vị gặp không có tốt thì cũng không sao, bởi vì chúng ta còn có hai phần nữa để coi, để gỡ gạt lại. Tiếp theo là tôi sẽ nói về cách coi theo bản mệnh. Mệnh là cái gì? Mệnh được tính theo ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Và theo như triết lý Đông Phương ấy, thì về cái mệnh nó có cái mối tương quan là tương sinh ngũ hành và tương khắc ngũ hành. Thì cụ thể như sau, thưa quý vị, ngũ hành tương sinh là tính như thế này: kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, và cuối cùng là thổ sinh kim. Đó là ngũ hành tương sinh. Xin nhắc lại là kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Rất là tốt. Ví dụ như chồng mệnh thủy mà lấy vợ mệnh mộc, tốt. Người vợ sẽ được nhờ vì cái tuổi của người chồng nó sinh ra tuổi người vợ. Ngược lại, nếu mà vợ mệnh hỏa mà lấy chồng mệnh thổ đó thì lại cũng tốt, chồng nhờ được vợ bởi vì hỏa nó sinh thổ theo ngũ hành tương sinh. Ngoài ngũ hành tương sinh ra thì chúng ta biết thêm một khái niệm nữa gọi là ngũ hành tương khắc. Ngũ hành tương khắc được tính như sau: kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Rất xấu. Xin nhắc lại là kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa và hỏa khắc kim. Nếu gặp ngũ hành tương khắc thì phải tránh. Nhưng có một ngoại lệ là mệnh của chồng mà khắc mệnh vợ thì không sao. Theo quan điểm người xưa thì cái mệnh người chồng cao mệnh người vợ không vấn đề gì hết, không ảnh hưởng. Nhưng ngược lại, nếu mà mệnh người vợ mà khắc mệnh người chồng á là cực kỳ xấu, đó đều nên tránh. Nhưng mà dĩ nhiên mà mệnh chồng khắc mệnh vợ á, nói không sao, thật ra nó cũng không tốt bằng là tương sinh. Là xin thưa là như vậy, có thể châm trước được nhưng mà không tốt. Ví dụ như người vợ mạng kim mà lấy chồng mạng mộc á thì xấu, do kim khắc mộc. Nhưng ngược lại, người chồng mạng kim lấy vợ mạng mộc á thì theo người xưa nói là không sao, nhưng thật chất theo tôi nghiên cứu á, thì vẫn có sao đó.
có nghĩa là vẫn hay khắc khẩu và vẫn hay bực bội, nhưng mà nó đỡ hơn cái trường hợp kia. Thì đó là trường hợp thứ hai của cái phép gọi là coi tuổi cưới cho vợ chồng là dựa vào bản mệnh. Bây giờ qua cái phép thứ ba đó là coi theo cung phi. Quý vị nghe nói nhiều về cung phi, thì cung phi dựa vào gọi là bát trạch chánh tông hay gọi là bát sang đó. Ngoài cung phi ra còn có cung mạng nữa, nhưng mà thường thì sẽ coi các thầy hoặc là các người xưa thì họ quan trọng cung phi hơn là cung mệnh hay là cung sinh. Thì cung phi thì mỗi tuổi nó sẽ mang một trong tám cung theo bát quái như sau, đó là càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Xin nhắc lại là càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Thì tám cung này nó chia làm hai thái cực, một bên nó gọi là mệnh đông và bên gọi là tây, tây mệnh và đông mệnh. Những người tây mệnh thuộc về là càn nè, cấn nè, khôn đoài, còn những người đông mạng là khảm, chấn, tốn, ly. Và người ta nói rằng là tây không thể hợp với đông được. Thì khi lấy cung của người chồng phối với cung của người vợ, nó sẽ ra tám trường hợp, đó là bốn cái trường hợp tốt và bốn trường hợp xấu. Bốn tốt thì gồm có là sinh khí là tốt nhất, tiếp theo là duyên niên hay người xưa còn gọi là phước đức tốt thứ nhì, là thiên y là tốt thứ ba, và phục vị hay còn gọi là quy hồn là tốt thứ tư. Nó xếp thứ tự là sinh khí là phước đức là thiên y là phục vị, đó là bốn cái tốt. Bên cạnh bốn cái tốt nó còn có bốn cái xấu, nó gọi là ngũ quỷ là nhẹ nhất. Ngược lại cái chuyện mà xếp theo xấu nó sẽ đi ngược từ dưới lên trên. Ngũ quỷ là nhẹ nhất. Rồi tới lục sát hay còn gọi là du hồn là xấu thứ nhì. Rồi tới họa hại là xấu thứ ba, có người gọi là tuyệt thể xấu thứ ba. Cuối cùng là tuyệt mệnh là xấu thứ tư. Là xấu cuối cùng là nặng nề nhất đó, là tuyệt mệnh. Xin nhắc lại là nếu mà nói là tốt đó, thì nó xếp theo thứ tự thì trên dưới là sinh khí, duyên niên, phước, duyên niên là thiên y, phục vị. Còn cái xấu là xếp ngược từ thấp đến cao, là từ cái nhẹ nhất nặng nhất là ngũ quỷ, lục sát, họa hại và tuyệt mệnh. Nếu như vô tình các bạn nghe nói như thế này, các cụ già hay nói là hai đứa này mà lấy nhau là sẽ chết bởi vì do phạm bát sang tuyệt mạng, thì quý vị phải hiểu là các cụ nói như vậy là coi theo cung phi đó, là gây ra trường hợp tuyệt mạng. Đây được xem là phép câu quan trọng nhất trong cái xem tuổi vợ chồng. Thường là khi xem tuổi vợ chồng là hai cái trên người ta có thể chăm trước được, nhưng mà cái dưới này là không thể chăm trước được, cái này nó nặng nề lắm. Mà nếu nhiều người còn kỹ hơn, người ta còn cái xem về vấn đề là cung sanh của vợ hay chồng, thì vấn đề cung sanh và coi về cung phi cụ thể như thế nào, cách tính ra làm sao, giống như là tâm tai đó, thì tôi sẽ hướng dẫn quý vị vào cái bài của số sau. Thì mong rằng quý vị hãy đón đọc. Bây giờ chúng ta dành thời gian để thực hành thử một ví dụ sau đây. Ví dụ như bây giờ chúng ta xem tuổi vợ chồng cho một cái cặp nam nữ sau đây nè. Nam Mậu Ngọ sinh năm 1978, nữ là Nhâm Tuất sinh năm 1982. Thì bằng các phép ứng dụng như trên, chúng ta sẽ tính như sau nha. Đầu tiên là xét về tuổi đó, hai tuổi này thuộc về cái nhóm gọi là tam hợp dần ngọ tức, coi như là tốt cái đã, được cái là tốt, nhưng mà chưa có mừng quý vị. Quý vị phải xét tiếp nè. Xét về mệnh, Nam Mậu Ngọ đó là mệnh quả, nữ Nhâm Tuất là mệnh thủy, thì chiếu theo ngũ hành tương sinh tương khắc á, thì tuổi người vợ là thủy nó khắc, người chồng là quả, thì cho nên là cực xấu, cho nên là cái trường hợp này là thua rồi. Giờ chúng ta xét về cung phi nữa nha. Nam Mậu Ngọ phi cung tốn, nữ Nhâm Tuất phi cung càn, một bên là mạng tây, một bên là mạng đông. Đó, thì cho nên hai cái cung này mà phối lại với nhau là rơi vào cái là gọi là họa hại. Họa hại là coi như là xấu thứ ba, gọi là tuyệt thể, cho nên là xấu, coi như là thua luôn. Nhưng mà để cho người ta tâm phục khẩu phục, chúng ta coi thêm một cái nữa đó, là coi cái cung sinh nữa. Nam Mậu Ngọ có cung sinh là cung chấn, nữ Nhâm Tuất có cung sinh là cung đoài. Nó cũng rơi trường hợp là một bên đông, một bên tây. Như vậy là cái trường hợp này còn nặng hơn nữa. Nếu mà phối lại nhau là cung chấn á, cái cung đoài á, thì nó ra cái gọi là bát sang tuyệt mạng,
Nhưng mà quá xấu luôn thưa quý vị. Như vậy á, nếu mà xét ba yếu tố ban đầu á, là chúng ta thấy rằng chỉ có mỗi cái duy nhất á, là cái tuổi nó hợp này, tốt này, còn lại là xấu đều hết. Như vậy là kết luận ngay hai tuổi này là cưới sinh không có được, dễ dẫn đến xẻ đàn tan nghé. Và mình nói rõ ràng như thế, tin hay không là tùy người ta thôi. Đó là theo như sách vở câu là nói như vậy. Và bây giờ để hiểu thêm rõ hơn nữa thì tôi sẽ lấy một ví dụ khác, có vẻ nó khả quan hơn chút như sau. Nữ Kỷ Mùi sinh năm 1979, nam Mậu Ngọ sinh năm 1978. Chúng ta sẽ áp dụng cái phương pháp câu như trên để coi thử như sau nha. Ta thấy rằng nam Mậu Ngọ đó, năm 1978 mệnh quả cung Chấn là cung Sinh, cung Tốn là cung Phi. Còn Kỷ Mùi á, sinh năm 1979 á, cũng mệnh quả cung Sinh á, là cung Tốn, cung Phi á, là cung Chấn. À, xét về tuổi á, thì rơi vào cái lục hợp, đó là Ngọ và Mùi là lục hợp, coi như là tốt cái đã. Xét về mệnh á, thì mệnh hỏa nam nữ cùng mệnh hỏa hết, nghĩa là cùng một mệnh, thì như vậy là theo như trong sách coi á, gọi là bình hòa, có nghĩa là không tốt và không xấu. Rồi giờ xét về cung Sinh á, là cung Chấn và cung Tốn hợp với nhau được duyên niên, là được phúc đức, nghĩa là tốt thứ ba, nghĩa là rất là tốt. Và nếu mà xét về cái cung Phi là cung Sinh nữa đó ha, cung Sinh là cung Phi còn tốt nữa thưa các bạn, cung Phi còn tốt nữa. Cho nên là hai tuổi này chỉ cần như thôi là đã kết luận là hai tuổi này là lấy nhau rất là tốt, sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long. À, và hầu như là cái tốt nó đã chiếm đa số hết rồi. À, thưa quý vị, vừa rồi tôi đã nói cho quý vị rõ về ba cách tính đối với tuổi vợ chồng. Thì bây giờ quý vị muốn biết rõ là mình mệnh gì, có nghĩa là chỉ cần biết là cái năm sinh quý vị thôi, mà tôi sẽ cho quý vị biết là quý vị mệnh gì. Hoặc là tôi không biết năm sinh, quý vị nói quý vị bao nhiêu tuổi thôi, mà tôi thể cho quý vị biết là quý vị mệnh gì, sinh năm nào, cung Sinh là gì, cung Phi là như thế nào. Đó, thì làm sao để tính được điều đó. Quý vị không có gì là hay ho hết á, không có gì là tài là thánh hết á, tất cả đều có một phương pháp rất là khoa học, nó dựa vào toán học hoàn toàn. Thì để biết được điều này, xin mời quý vị hãy xem tiếp kỳ sau sẽ rõ. Rất cảm ơn quý vị đã nghe Huyền Linh Tử trình bày những vấn đề sau đây.